Mình chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn, rất vui được gặp lại quý cô chú trên kênh Bonsai Lục Tỉnh miền Tây. Hôm nay cũng ngày cuối tuần ha chú, chúc quý cô chú có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình. Hôm nay tiếp tục con mời quý chú ghé lại vườn của chú Hùng, có địa chỉ tại xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay chú giới thiệu đến quý chú một lô cây mới nữa, có khế gần, đặc sản Bình Tân. Cái một số cây khế gần hôm nay dáng cũng đẹp chú, dáng cành gớt. Đó, rồi nguyệt quế cũng nhiều chủng loại ha, có những cái phong cao rất là dễ chơi cho mình, có nhiều dáng thế lựa chọn ha. Tràng sen nữa, rồi sam trái, một số cây nhỏ mini. Rồi con chào chú Hùng ha. Chú Hùng chào Khánh, cây kiển Hùng Hằng xin chào anh chị em trên khắp mọi miền đất nước. Hôm nay Hùng cũng trở lại kênh Bonsai Lục Tỉnh miền Tây để giao lưu một clip mới, gồm trong đó gồm sam trái, trang sen Nhật, khế gân, nguyệt quế, để giao lưu cùng anh quý anh chị em khắp ba miền đất nước. Số điện thoại của Hùng là 0934911854, địa chỉ là Bình Tân, Vĩnh Long. Cũng không quên ơn anh chị em vừa qua đã ủng hộ kênh và xem clip. Dạ. Rồi. Bây giờ không để mất thời gian, mình đi chi tiết vào cây số 1 là cây sam trái nha quý anh chị em. Sam trái phong cao. Dạ, sam trái thì nhiều quý chú, nhưng mà phong cao cao thì ít có. Có bông đầy cây hết trơn nghe quý anh chị em. Mình chơi cây cũng cho nó lạ đi chú ha. Thân lắc lượng. Cái này mình nuôi cũng lâu rồi, bây giờ tạo được cái gì nó cũng cả năm ngoài rồi. Dạ. Rồi mình xin phép đi chi tiết tổng số cho quý anh chị em xem. Phong cao thoáng đãng ha chú. Chiều cao là 60 quý anh chị em ơi. Dạ 60. Rồi bây giờ mình đo từ đỉnh xuống cái cành gớt. Là 50 anh chị em. Dạ, cây đang ôm bông trái nhiều nha quý chú. Cái tán ngang. Cái phần tán ngang của nó là 40 anh chị em ơi. Cái này mình nuôi cũng lâu rồi. Tại vị trí này là 14 anh chị em. Dạ 14 chú. Rồi xuống cái bộ của được cái cũ đó. Cái cũ của nó là 38. Rồi 38. Cây một cốt lắc lượng sạch sẽ chú ha. Rồi sạch. Cây này sạch sẽ. Dạ rồi, nhiêu đây chú Hùng? Cây sam trái mã số 1 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1.900.000 khi đi mình bỏ bầu quốc chậu. Dạ, 1.900.000 với cô chú ơi. Rồi, đổi cây. Rồi, cây này mà trái treo cái nữa, rất đẹp luôn. Đây, thêm một cây sam này lắc lượng nữa đây anh chị em ơi. Mình cũng nuôi lâu lắm rồi. Lắc lượng chú ha. Dạ. Đây là mã số 2 với chị em. Rồi. Dốc ngọn luôn. Chút xíu rồi chú ha. Quý anh chị em xem clip và ủng hộ kênh và ủng hộ cho Hùng, rất là cảm ơn quý anh chị em. Dạ rồi, đo luôn chú ơi. Chiều cao là 50 quý anh chị em ơi. Cao 50. Lúc nào ngồi đo cũng phải chiều hao chứ quý anh chị em, 5-7 phân tất hết. Rồi cái tán ngang là 40. Dạ. Hoành thân đây, chứ này là 11. Rồi, 11. Bộ rễ dưới này là 29. Dạ, cây thì cũng sạch sẽ liền sạch sẽ hết, chỉ cần đóng đúng chỗ hết trơn, tròn đều hết. Rồi mã số 2 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1.400.000 khi đi cũng bó bầu quốc chậu. Cái này đóng thùng xốp không hả chú? Đúng, đóng thùng xốp. Cái này đi phải thùng xốp, giữ cái mấy tay mấy cạnh mấy cái tay cạnh nó lại. Dạ rồi, 1.400.000 của chú ơi. Okay. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 là cái trang sen nha quý anh chị em. Trang sen này nó cũng sống khỏe rồi. Nay chơi cây tàn rộng rộng không chú ạ? Trang sen bắt bung tàn ra ha chú. Cái này là đi xếp nó do thùng mướp không quý anh chị em ơi. Dạ. Cái này chứ không có đóng, không có bó giấy được đâu, cho nên cái phí nó rất là cao. Rồi một cây trang sen chơi tàn to luôn. Chiều cao là 36 anh chị em. Cái form tán ngang là 35. Cái tán xuôi là 62. Dạ. Tại vì chiếc đo này là 15. Rồi 15. Cây đế nó còn hơi sâu dưới nha anh em, nhưng mình không có, mình nuôi cây tàn mình không có móc nha anh em, đế nè. Đế là lòi chưa. Dạ, rồi giá nhiêu đây?
Rồi, mã số 3 Hồng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 650 ngàn. 650 chú ha. Ờ, cây vô dây rồi cái thân tàn. Chơi cây tàn rộng nha quý rộng chú. Không à. Chơi cây tàn. Rồi, tiếp đổi cây. Cây này ra bông cái nhìn đẹp lắm luôn. Tiếp theo là mã số 4. Đây. À, số phơm tàn cũng rộng rộng khi mà nó ra hoa nó vậy nè quý chú. Nó không có túm lại như mấy cây kia, nhìn nó lác đác đủ chỗ hết trơn. Trang sen thì chơi lâu chú ha. Dạ, sen lâu bền lắm. Bền bông. Đó, cây cây lâu. Này là mình cũng vô cũng tạm tạm là khoảng 2 tuần rồi đó. 2 tuần là bắt 2 tuần đầu bắt đầu là nó đâm đọt hết trơn rồi nè quý anh em. Cây mới chú ha. Cây mới hết rồi, đó bông nó cho bông. Đây là cái cây này là mình đem về mình chơi bông tới Tết luôn. Dạ rồi. Rồi, cái bông này nó nhỏ mà bộ đế nó khéo lắm nha anh em. Cứ ra đọt là ra bông thôi chú. Rồi, chiều cao là 20 quý anh em ơi. Cái phơm trắng ngang. Phơm trắng ngang của nó là 50 đi anh chị ơi. Dạ, 50. Rồi. Cái trắng xuôi đổ là 40. Cái hoành này thì nó khiêm tốn nhưng mà nó nhờ được cái bộ đế đẹp mới quý anh chị. 10. Tại chỉ đo là 13. 13 thôi chú ha. Rồi. Dạ, rồi. Để cắm rồi có thể cái cây này là chỗ mũ nè, mình đi mình xếp luôn cái chậu cho quý anh chị em được nè. Dạ. Rồi mã số 4 Hùng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 550 ngàn. 550 thôi quý chú ha. Dễ chơi quá. Ủng hộ cho chú Hùng. Rồi. Bộ đế rất là đẹp nha quý anh chị. Đế rất đẹp. Đế đều hết trơn luôn. Nè. Đó, nó bỏ như mình đế mai vậy đó, mai sắp vậy đó. Mặt giả dưới vẫn có chú ha. À, có hết. Vẫn có rồi. Đẹp hết. Xin rồi. Phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 5. Số 5. Cây này chơi cái phơm tàn cũng dáng đổ rộng nữa chú. Hoa nó nè, hoa trang sen rất đẹp nè. Bền lắm luôn. Cái này có dáng đổ chèo chèo ha. Dạ. Sau này nó ra bông rải rác chúm chúm đây. Nó nứt đều mình mẹ chứ nè, là nó ra mỗi đồng mỗi bông nha quý anh chị em. Dạ. Nứt mình mẹ đều cho nó ra mỗi đồng mỗi bông. Dạ, rồi. Mình xin đo thông số chiều cao. Chiều cao là 30 quý anh chị em ơi. Cái phơm tăng ngang của nó là 45. Phơm dài của nó là 70. Này mình đo mình chiều hao dây hai cọng dây này 8 ly. Rồi 11 đi anh chị ơi. Dạ 11. Dạ. Rồi giá sao đây? Rồi cái cây mã số 5 Hùng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 800 ngàn ha. 800 chú ha. Rồi khi đi mình rút chậu nha anh chị em, chậu này nó sâu nặng dữ lắm luôn. Chậu này nuôi cây này là 2 năm 3 năm nữa chưa có hết bông nữa, hết đất nữa. Dạ, sâu 2 tấc mấy. Rồi xin được phép đổi cây. Đổi luôn chú ha. Rồi tiếp theo là mã số 6. 6. Cây trang sen nữa. Cây này đẹp quá chú ơi, cây này phơm tàn rất rộng, có bộ củ đế to. Cây này đẹp. Đó, bây giờ là mình nuôi nó sống khỏe mỗi được thì là nữa là nó ra dày bích là bông mít cây ra nghe quý anh chị. Củ đế cây này quá dữ luôn. Củ đế cây này là không chê nghe quý anh chị. Dạ, đế đẹp. Rồi, mình xin đi tiếp chi tiết xong số. Lúc nào mình đo cây có Hùng Hằng là đo cây là phải chịu hao cho anh chị em vài phân hết. Rồi chiều cao là 39. Dạ. Yeah. 39. Rồi cái phần tán ngang 40. Tổng tán dài. Tổng tán dài là 79. Dạ yeah, rồi. Rồi mình xin đo sổ qua chiều dài này cái này. Dạ. Yeah. Ngay cái cổ. Cổ đây. Là 19 nè quý anh chị em. Dạ 19. Rồi để. Để to dung lên. Để đặt lên 33 đi anh chị ơi. Dạ 33. Rồi. Rồi. Cây đang rất khỏe ha. Rồi. Cái này khi đi mình bó bầu cút chậu nha quý anh chị em. Dạ. Rồi mã số 6 Hùng Sinh báo giá cho quý anh chị em là 1 triệu đồng chẳng. 1 triệu chú ha. Rồi. Bao ship toàn quốc. Rồi. Rồi. Giờ mình hết chân sen rồi anh em cho mình lên 4 cây khế gân đi. Tiếp tục là khế gân. Tiếp tục là mã số 7 ha. Hôm nay khế gân cũng nhỏ nhỏ vừa chơi chú ha. Rồi vừa chơi. Đây như cây này nhỏ nhưng mà trái xung xê chơi. Rồi mã số 7 là cây khế gân ha.
phơm tàng tròn nha quý anh chị em, trái là nó có đầy đủ hết trơn anh chị em nè. Nhưng mà cái này là anh chị em nhìn vậy chứ là mình về mình nuôi nó sung cây là nó vẫn tiếp tục có trái ha. Dạ. Rồi mình đi là thế nào nó cũng rụng thôi quý anh chị em ơi. Rồi cây đó đây cuối. Rồi chiều cao là 33 quý anh chị em ơi. Cái tán ngang này là 50, cái tán dài là 60 quý anh chị em. Dạ. Cây này nó cũng già tuổi nó dữ lắm rồi. Tàn đa. Tàn đa. Rồi cái hoành nó di chín này là 28 nha quý anh chị em. Đế nó cũng đẹp lắm ha. Cốt nó lên 3 thân. 3 thân tam tài. Dạ. Rồi cái mã số 7 này Hùng xin báo cháu giá cho quý anh chị em là 1 triệu đồng chẳng khi đi mình bỏ vào chậu. Cơ này là mình đi là mình nếu có ấy là mình xếp xếp cái cành vô bớt vậy nghe quý anh chị em. Dạ dạ. À, xếp bớt vô vậy đó đặng mình giữ cái cành nó đừng có cho gãy của quý anh chị em. Cành nhỏ thôi heo chú, chứ cành lớn thì xếp không được, cành về nhỏ mình bung ra thôi. Rồi xin phép đổi cây. Dạ, 1 triệu chú ha. À 1 triệu. Tiếp theo là mã số 8 con cặp khế này tàn gớt nè quý anh chị em ơi. Đẹp. Thân khá là độc của chú ha, cành gớt. Gớt văn nhân gì đó chú ha, về mình ngắm nghía mình có thể sửa lại theo ý thích mình nữa. Bây giờ thì cái mình đời mô cái cây này vậy đó, còn anh em chơi thay về đó thì anh em muốn chỉnh sửa theo ý của mình ha. Dạ. Mình đời mô cây như vậy thôi đó. Rồi con cành đúng chỗ luôn chú ha. Cái này nó ra đúng ra đây luôn. Rồi mình xin ra mình đo cái này, mình đo từ cái nửa cái cành lớn nha anh em, không có đo hết lên đấy nha. Rồi chiều cao là 70 anh em ơi. Dạ. Rồi giờ mình tính từ cái đỉnh xuống cái cành gớt rồi là 60 đi. Dạ rồi. Rồi cái phần tán vậy đi là được 55. Dạ 55. Rồi. Rồi mình xin đo cái hoành của nó mấy anh em. Này mới muốn cho trái treo đây đẹp lắm, lồng thòng. Rồi cái này là 22 nha anh chị em. Rồi, mã số 8 Hùng xin báo giá cho quý chị em là 1.300.000. 1.300.000 chú ha. Rồi, 1.300. Cái này đóng mà sao chú? Cũng cái này chắc đi chắc phải cặp cây đóng bó giấy, nhưng mà cái cây này thì mình đưa vô đây mình được nè. Dạ. Mình xếp cái cành này vô đây được nè. Rồi. Cái cặp này mình bao cây ở ngoài ha. Mình bó giấy bao cây ở ngoài. Rồi, mã số 8 là 1.300.000 nha quý chị em. Rồi, xin phép đổi cây. Dạ rồi. Cái cây này mình bao giấy, cái mình bó cây rồi ở ngoài rồi bảo đảm cái cành. Vô chậu lịch sự nhìn khác đúng không? Đúng rồi. Đó mình để tiếp theo là mã số 9. Chân chơi văn nhân cành gớt. Cây này cũng vậy luôn. Cây này là cành gớt có chi tử dưới nữa. Rồi, có cây chi tử. À. Cây này hơi to hơn cây nãy dữ lắm nha anh. Dạ, cây này to. Bú nè. Cái này là nó lành lặn hết trơn, mấy cái lạc cắt là lành lặn hết trơn nghe quý chị em. Cắt mình nuôi mình tạo dáng á, mình anh em mình chơi khí gần thì mình đừng có sợ cây mình đo cái cục nạc thôi nha quý chị em. Rồi 78 vậy mày. Dạ. Chiều cao cành vớt là 60, tổng tán đây tổng tán này là 60 luôn. Rồi cái thần 30 đi. 31. 31. Rồi. Rồi 31. Đây, coi dính cây tử này dính. Đấy. Nó trong rễ ra hả chú? Dạ trong rễ. Rồi mã số 9 Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1.900.000 á. Đi mình đóng mình rồi gói kỹ lưỡng cho quý anh chị em tránh cái đổ gãy cành. Dạ rồi, 1.900.000 chú ha. Rồi. Rồi đổi luôn chú ơi. Rồi, còn cái. Tiếp theo là mã số 10, cũng là cái khế già. Cái khế này có 4 cây hả chú? À 4 cây. 4 cây khế. Cái này thì dáng siêu siêu ha, cũng có cành là bye bye. Đó là cũng mang trái trên cây đó quý anh chị em, mang trái cây điêu hết trơn ha. Dạ. Khế gân thì dễ cho trái lắm. Này mình biết được xử lý là mình có trái ăn quanh năm mới chứ em ơi. Dạ.
Rồi. Rồi mình đo từ cái thân mẹ nó xuống đi. Rồi là 56. Tổng tấn dài là 80. Cái form ngang này là 40. Cái này thì già, cái dáng không bằng mấy cái kia. 34 nghe quý chị em. 34, dạ rồi. Rồi mã số 10 này Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 1.700.000 khi đi bóng bóng chậu ha. Cái này thì nó già hơn cái cây kia, mà cái dáng này nó không bằng cây kia. Mình bán cây kia nó cao hơn, là lý do là cái dáng nó đã độc hơn cây này. Dạ. Rồi. Rồi. 1.700.000 chú ha. À, 1.700.000. Rồi xin phép đổi cây. Đổi luôn giúp con. Rồi tiếp theo là cây nguyệt quế nè quý anh chị em. Nguyệt quế này mình cũng nuôi nó đẹp rồi. Hai mình cũng vô chân cành cho anh em tới lô nguyệt quế chú ha. Cây lô 11. Có kể cả cây cao nữa chú ha, không cao. Rồi. Quế mã số 11 là cây này mình đã nuôi rồi, mình tạo chân cành hết một lứt dây nghe nè. Nó giờ nó ra mấy cái mầm này, nó ra cho nó khỏe và mình không có tước. Để cho nó ra cho nó mạnh cây, nó nuôi mạnh cây á. Dạ. Mình không có tước, không có cắt nó giật được. Để cho nó sống khỏe, nó mạnh cây. Dạ. Chiều cao là 50 quý chị em ơi. Cái này là lá sắn hoa chùm. Chiều cao là 50, tổng tán ngang là 72. Dạ, tán rộng thì có là 72. Ừ. Cái phong tán nhỏ nó thì 30. Lá sắn hoa chùm. Có lá sắn với dèm, cái lô này là đặc biệt là lá sắn ha. Mình lá sắn, mình báo lá sắn. Rồi 33 với dèm ơi. Dạ. Ủa đấy. Rồi cú đế là 104. Dạ rồi. Rồi cái này cũng dễ chơi, về mà anh về mua này, mua về là chơi liền, đế đẹp. Đế đều hết à. Nhiều rồi chú ha. Rồi mã số 11 Hùng xin báo giá cho quý chị em là 1.400.000 khi đi mình bó bầu nghe quý chị em. Dạ, 1.400.000. Chứ mà để nguyên cái chậu này cái là cái cây là mất luôn, cái cây nó xếp đi là mất luôn cái tiền cái cây luôn. Dạ. Rồi xin phép đổi cây. Đổi luôn chú ha. Rồi tiếp theo là mã số 12, mình có cây nguyệt quế bay. Cái này mình anh em mình chơi, bây giờ mình vô cái chậu hột xoài á, mình chơi mình làm cái tiểu cảnh đẹp lắm nè quý chị em. Cây bay luôn chú ha. Mình làm tiểu cảnh đẹp lắm nè, tiểu cảnh nằm cái vàng này 12. Rồi một cây nguyệt dáng bay, dáng bay cũng dốc ngọn ha chú, cũng mới nước dây đầu tiên, mới nước dây đầu tiên. Ồ, dáng bay rất là đẹp ha quý anh chị em. Rồi, giúp con dòng đấy. Đó, cái này là mình phối cái tiểu cảnh ở đây, mình đắp gông phối tiểu cảnh ở đây nè, ha quý anh chị em. Dạ. Đây, củ đặc lắm luôn. Rồi, cây cũng lá sắn hoa chùm chú ha. Lá sắn hoa chùm luôn. Trắng muốt luôn. Rồi, bây giờ mình xin đo thông số chiều cao. Chiều cao của nó là 39 đi anh chị em ơi. Tổng cái form tán dài của nó là 70. Tán ngang của nó là 50. Dạ. Cái củ này đẹp. Rồi cái chỗ vị trí đo này là 42 đi cho 43 đúng nè. Mình đo tính 42 thôi ha. Dạ rồi. Rồi nguyên cái củ nè. Cái củ nó là 90. Dạ, vậy là 90. Đặc khừ luôn nè anh chị bay. Mã số 12 mình Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 2.900.000 khi đi mình bó bầu hút chậu anh em ơi. Dạ. 2.900.000 đúng không? 2.900.000. Rồi đổi giúp con luôn. Rồi phép đổi cây. Rồi tiếp theo là mã số 13. Rồi để trong đó luôn đi. À, được rồi, đem đây quay đi. À đem lên lên xe luôn ha. Khiến được. Tổ đầu để dưới. Để lên luôn. Mã số 13 là một cây tàng đa nghe quý chị em. Cây này sống quá khỏe nha.
Rồi một cây tàn lớn mà mình cắt lại chú ha. Rồi cây tàn lớn cắt lại thành mà chơi đa bonsai ha chú. Bộ tài cành nó rất là nhiều luôn. Rồi cây này là ok luôn á. Cây này mình về mình để chơi cái tàn. Cây này đặc biệt là nó không có bị mục lũa nha anh chị em. Rồi. Mấy cây lớn mục lũa khó bán lắm anh chị em. Anh chị em coi nhìn chơi thì cũng lựa mua đâu có mua cây lũa. Yeah. Đây một cây cây thì khỏe rồi, đang cho ra chồi tược mới. Tược mới đúng rồi. Đây đây. Lá xoắn hoa chùm luôn. Xoắn hoa chùm luôn. Cái đây là da trắng lá trắng hoa chùm luôn nha anh nha quý anh chị. Chiều cao là 79 anh chị mày. Dạ. Trực đa thiên nhiên luôn chú ha. Là thiên nhiên. Tổng có tán là 110. Tán xuôi là 110. Tán ngang nhỏ này coi. 79. Dạ. Rồi. Tại trí đo này là 56 nha quý anh chị. Dạ 56. Lúc đây chừng luôn cổ ngay rồi đó. Đó eo coi đây. Keo này là 47. Dạ rồi, cây sạch sẽ liền lạc rồi. Sạch sẽ liền lạc. Rồi, đó. Chỉ có cắt cái gãy treo thôi nghe quý anh chị. Có cắt cái gãy treo thôi. Dạ rồi. Cây thì không có gì hết. Trực đa liền rồi. Lạc sạch sẽ heo chú. Lá sẵn hoa chùm hoa rất đẹp luôn ạ. Mã số 13 học sinh báo giá cho quý anh chị em là 5 triệu đồng ha. 5 triệu chú ha. Rồi. Rồi xin phép đổi cây. Rồi. Đổi tiếp giúp con luôn. Rồi. Rồi tiếp theo là mã số 14. Cây này cũng càng nó cũng đa đa. Cũng đa luôn. Cây để hừng bầu quá khỏe ha chú. Đó ok đây. Mình đem về mình nuôi thuốc men đồ đàng hoàng cho quý anh chị em vậy cái bắt đầu mình mới bán cho quý anh chị em nè. Cây đi về mấy anh chị em là sống khỏe. Và cần nhất là mấy anh chị em nhận cây về chốt cây về để cái đọt nó ra nó già như mình trồng mà chắc ăn ha quý anh chị em. Dạ. Phép mình đo thông số chiều cao. Chiều cao là 90 đến chị mày. Tán ngang là 60. Quanh vị trí này là 48. Dạ, 48. Dòng đế là 122 quý chị em ơi. Dạ rồi. Cũng một cây đa nữa. Dạ. Cây này thì lắng nó lắc chú ha. Dạ, lắc nhẹ. Lắc đẹp, lắc nhẹ. Cũng liên lạc sạch sẽ. Nó cũng có chiều sâu. Sâu. Rồi mã số 14 xin báo giá cho quý chị em là 4.700.000. Dạ, 4.700.000. Rồi xin phép đổi cây. Rồi, đổi giúp con luôn. Nguyên cái đó đi. Thôi cái đó bỏ lên đi. Tiếp theo là mã số 15. Này cũng da trắng lá sắn hoa chùm. Rồi. Lá trắng lá sắn hoa chùm. Lôi tiếp lại gần gần luôn anh ơi. Xuống cái mình lên liền. Cái này cái này là nó vô cũng như vô cái bài cho nghe anh em. Dạ. Bốn cành cái ngọn ha. Một cành ngọn cái bệ này để đẹp luôn. Rồi. Cũng một cây phong cao chú cắt lại chú chừa sẵn chi luôn rồi nè. 105 chiều cao quý anh chị em. Thấy nó ra cũng nhiều luôn chú ha. Cũng ra mạnh. Chiều cao chiều tất cái tán ngang là 70. Nè mình nuôi nó đâm từ đó hết trơn nè anh chị em. Dạ rồi. Còn... vì sao nó khỏe thì chị em nuôi nó dễ hơn.
Rồi tại vị trí này là 41 nha quý chị em. Dạ 41. Rồi đo lại cho quý chị em xem lại ha. 41. Dạ. Rồi cụ đế cái dòng đế này cũng đường kính cũng được chú ơi, đường kính bầu cũng được. Rồi 90. 90. Rồi mã số 15 mình xin báo giá cho quý chị em là 1.700.000. Rồi, cái này dễ chơi chú ha. Quá dễ chơi. 1.700.000 có tai cành. Tai cành nó đầy đủ cho nó lắc rồi sẵn rồi cho rồi. Sẵn luôn. Bốn cành ngọn. Rồi, tiếp tục rồi, cho. Xin phép đổi cành. Tiếp theo là mã số 16. Cây này cũng đẹp luôn. 16. Dễ chơi. Giá dễ chơi luôn chú ha. Giá dễ chơi luôn. Cây này quý chú không thích chơi dáng này, bỏ hết mấy nhánh dưới chơi. Mấy dưới chơi cái này đúng không? Dạ. Cành gốc chứ mình nè. Cắt ngắn là cắt ngắn là chơi cành gớt. Lấy cành gớt ở đây. Bỏ hai này luôn, lấy cái chơi cành gớt văn nhân luôn. Đúng rồi. Đó. Cành gớt văn nhân. Chiều cao 90 quý chị em ơi. Có sẵn luôn đó chú. Ui, chú. Đó, vậy đó, bây giờ đó anh em bỏ hai cái hai này lấy này nữa chơi. Dạ. Yeah. Rồi, đại chí đó là 37. Rồi. Cây này, rồi, cây này quá dễ chơi luôn chị em ơi. Sạch sẽ. Mã số 16 mình xin báo giá cho quý chị em là 800.000 thôi. 800 thôi chú ha. Quá rẻ luôn. Xếp toàn quốc luôn. Xếp toàn quốc luôn. Rồi, đổi luôn. Cái này cũng có nhiều cách chơi ha chú. Rồi, như văn nhân cũng được hoặc là để chi. Rồi, tiếp theo là mã số 17. 17. Cũng là cây mực quế, nó cũng có dáng lắc nha anh chị em. Này. Thân nó sáng sáng như này. Lắc siêu chú ha. Này chơi cái siêu bye bye. Rồi. Này nó hơi có xấu chỗ này, nó chấp cái da nhưng mà giờ nó kéo rồi. Đây chút xíu nữa mình đo cái mình chỉ cho quý anh chị em xem ha. Cái cây này thì nó đẹp, lắc đẹp luôn. Còn lớn luôn. Dạ. Đó. Dòng độc lắm á. Chiều cao là 115. Dạ. Tại chí đo này là 51 nha anh chị em. Dạ. Cương cũ. Rồi, nguyên cây cũ này như đây. Cây cũ là 90 100 đúng rồi anh chị em ơi. Rồi mã số 17 Hồng xin báo giá cho quý anh chị em là 2.500.000. 2.500.000 hả chú ha? Dạ, 2.500.000. Dạ. Rồi, xin phép đổi cây. Rồi. Còn thần kỳ gì nữa đâu. Rồi còn mấy cây này rồi tới cây thần kỳ cuối cùng. Cây thần kỳ bên này trái dữ lắm rồi. Dạ. Rồi tiếp lên cây này luôn. Đẹp nặng lắm nặng. Tới ba cây phong cao chú ha. Rồi ba cây phong cao. Mã số 16. Rồi ba cái phôi phong cao ha chú. Dạ. Một cốt cũng con thấy sạch sẽ. Rồi mã số 16 là cũng là cây nguyệt quế, cái bồ đề nó dữ lắm nha quý anh chị em. Cái cũ của này là hai cái tay rồi. Dạ. Đó, cây chân cành, cây này cây ta nuôi chơi. Chân cành là có đầy đủ cho cái chỗ này là cái rễ nó treo. Bể nở chỗ này. Rồi mình chỉ cắt cái chỗ này thôi rồi mình keo lại hết trơn cho quý anh chị em xem rồi. Rồi. Cao luôn chú ơi. Rồi giờ mình đo cái chiều cao. Cao chắc cỡ 1m... 1m6 đi. 1m6 đi. Rồi. Cái tán ngang là 50. Cái dòng này lớn. Vị trí này ngang cái cục đó đi. Rồi ngang cục này đi. Dạ.
60. Đế này chắc cũng bự ạ. Hình đâu cũng đế đặt đi. Dạ, dạ. 86. Rồi mã số 16 này Hùng xin báo giá cho quý anh chị em là 3.500.000. Dạ, cây cũng dễ chơi ha chú, 3.500.000 thôi. Rồi xin phép đổi cây và đổi luôn. Rồi nếu mình nhanh về đây, 3.500.000. Mình cũng có thể cắt bonsai lại tùy thích ha, lùng lực cũng được. Rồi tiếp theo là mã số 17. Cũng là cây không cao luôn. Mười bảy, một cây tông cao luôn. Cái này chắc cũng cỡ mét 7 chú ha. Cây này là mét 8. Cây này cũng thấy đế cũng đẹp. Đẹp lắm, cây này đế đẹp. Mét 8 chiều cao, cũng sạch sẽ liền lạc ha chú. Đây. Cũng là da trắng lá sắn hoa chùm luôn. Còn đế này giữ cái cây nãy nữa đó. Rồi mét 8 chú. Mét 8. Cỡ mét 8 đi. Mét 8. Vị trí này thì nó là 53. 53. Nhưng mà củ đế này giữ hơn. Dạ, củ đế này. Củ đế này giữ tròn xè hơn. Rồi cái này nó cũng đồng giá với cây nãy luôn các anh em ơi. À, cũng 3.500.000 luôn. 3.500.000 luôn. Rồi. Dễ chơi. Dạ. Rồi xin phép đổi cây. Sạch theo chú. Sạch. Sạch. Rồi, còn cây nữa tới cây thần kỳ là cuối cùng các anh em ơi. Dạ, cây nữa. Quế quế nữa. Rồi, một cây quế đấy. Rồi, tiếp theo là mã số 18 ha. Mười tám. Cái này mình cũng dòm ra được cái dáng mình cắt lắc mà đẹp lùng luôn. lùng lại cũng đẹp đó. Đẹp, cây này là nó có vậy chứ nó cũng toàn diện giống hệt như mấy cây kia đó. Cái này nè. Rồi cái này thì mét 7. Mét 7 chiều cao quý anh chị em ơi. Mét 7 chiều cao. Rồi giờ mình xin đo cái thông số cái hoành nó phải lớn nhỏ chút đỉnh ha. Hoa to như ba cây này thì lớn nhỏ chút đỉnh thôi. Hoa to đẹp. Rồi tại vị trí đo này là 50 đi anh chị em ơi. 50 cái củ đặt 50. Này. Cái củ này nó tới 80. Rồi. Cây cũng sạch chú ha. Sạch, cây này sạch hết. Chỉ có cái chỗ này thì chút xíu là nó kéo rồi nghe quý anh chị em. Dạ. Sành lâu rồi. Đây lâu rồi. Đá hết. Rồi cái cây mã số, cây Việt Quế mã số 18. Hùng cũng xin báo giá cho quý anh chị em là 3.400.000. 3.400.000. Nó hơi nhỏ, hoành hơn mấy kia chút mà lắc cũng đẹp lắm. Bớt chậm. Chơi lùng cũng được á chú. Được, được. Cây này chơi lùng, lúc cây đống này cũng hay đó. Dạ, dạ. Nè. Trực lắc, lùng lực. Lắc, lấy lực. Rồi. Chân cành. Đổi cây. Rồi. Đây nè. Qua đây đúng rồi. Qua đây đi nữa khỏi giờ. Rồi, tiếp theo là cây thần kỳ. Là mã số 19, cái cây thần kỳ này hổm là mình quay một lần nè quý anh em mà khách trả giá không tới mình không bán, bây giờ bữa nay là trái dữ lắm mình đem vô quay lại. Quá xa trái rồi chú ha. Quá xa trái, bữa hổm là mình quay không có trái nè. Khánh nhớ không? Dạ. Bữa nay đó, vậy đó. Chơi chậm chậm rồi chú ha. Mình cho thôi, mình kích ra qua cả trái đó, bữa nay là mới có hơn tuần thôi. Quá đẹp luôn của chú ha. Hơn tuần à. Nó rất là đẹp luôn. Bóng lửa. Ủa? Chứ tới tuần giới từng rồi, clip từng rồi với này chưa đến tuần. Nó cũng như hải châu vậy đó. Trên nó có trái là trên cây có nhiều màu lắm. Màu xanh rồi màu hồng, cây màu này đỏ. Là bên này là anh chị em nhìn cái clip xem thấy cây là rất là đẹp ha. Trái rực rỡ hết. Dạ. Nè, chùm ha anh chị em. Đó nè. Dạ. Dạ. Quá đẹp. Bóng lưỡng chú ha. Rồi đây nè, cây chùm không à. Năm trái nhánh, năm trái đều à. Ai mà đang trông đợi cái điều gì đó thì mua cây này về chú ha. Cây thần kỳ. Là có điều thần kỳ xuất hiện. Kỳ diệu ha. Dạ.
đang trông chờ. Rồi chiều cao là 1m1 rồi quý anh chị em ơi, thường đo lúc nào cũng chừng hao với quý anh chị em, chiều cao là 2 tấc. Mình cứ hy vọng cho đi heo chú, điều kỳ diệu sẽ đến với mình. Rồi cái tán ngang là 90. Rồi tán ngang 90. Rồi. Cây chi cành ghiên nguyên. Nguyên cái ghiên. À vậy cây này bây giờ cũng hơi lâu lâu mới mua được cây, mình giờ chả không tới, không có lời mình không bán. Rồi mình hoành chỗ này là 17 đó quý em. Bộ củ đế cũng ghiên nguyên luôn chứ. Nguyên cái củ đế. Chưa mò gì luôn. Chưa. Nó để vậy luôn. Rồi 55. 55. Một rồi. Cốt chú ha, một cốt sạch sẽ. Cây này à. Quá đẹp, chả dữ dằn. Về là sai cái chậu mới là để gì là hái ăn từ từ nghe quý chị em. Ăn đặt cái sở việc của nó là ăn vô là ăn một trái chanh vô là không biết chua là gì nha. Thay đổi vị giác. Rồi, rồi mã số 19 cũng là mã số cuối clip của ngày hôm nay, cũng xin báo giá là 2.500.000, đúng như kêu clip rồi. 2.500.000 chú ha. À, bao ship toàn quốc luôn. Bao ship toàn quốc, mình bỏ chậu lại nghe quý chị em. Đúng cái độ đẹp nhất của cái cây này luôn quý chú ơi. Đúng cái độ đẹp ha. Nó còn chín nhiều hơn nữa nha. Tại vì nó đang hồng hồng ra xanh xanh có. Hồng xanh xanh đầy nó chín nó còn tím hơn chút xíu nữa. Trên một cái nhánh chín nó có 3-4 màu luôn nè ha. À, màu đỏ ha, màu xanh, màu vàng, màu hường. À, rất là đẹp luôn ha. À, hoa nó thì thơm cái mùi hoa sữa ha. Quý chú nào yêu thích cái mùi hoa sữa thì mua cây này về. À, cây cuối clip ba. Hùng cũng chúc cho tất cả quý anh chị em trên khắp ba miền đất nước đang xem kênh Lục Tỉnh Miền Tây có một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc với gia đình, sức giàu giàu sức khỏe. Hùng cũng xin tạm dừng clip tại đây, thì hẹn quý anh chị em clip sau gặp lại. Xin chào quý anh chị em. Dạ rồi, con chào chú Hùng luôn ha, con cũng kính chào quý chú luôn. Rất cảm ơn chú đã luôn đồng hành theo dõi, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.